Xin chào quý anh em yêu bán cà mua xe bia. Sáng nay mình lên với một cái cây hạ châu búp xiên đổ nha quý anh em. Bọc đế đây quý anh em. Mình đang nuôi đế thêm nè quý anh em, nên là mình tủ cái sợi dừa cho nó ra kín đế đây đầy đủ quý anh em. Cây này búp xiên đục xanh, lá tròn rất là đẹp quý anh em. Trồng rí nha quý anh em, đang kéo hoa nè. Đó, hoa dưới đây nè quý anh em. Hoa dưới đây. Hồi đây ha. Cái này là dán huyền, đổ cũng được tùy anh em muốn làm gì dán lên. Cây búp xiên này cực kỳ phê nha quý anh em. Đấy nè. Rí siêu rí quý anh em, rất là đẹp búp xiên. Đấy, bao phê cho quý anh em luôn. Ha. Đây. Thằng lắc lượng nha quý anh em. Co lắc dán huyền rất là đẹp luôn. Anh em yêu cầu sở hữu alo cho mình với số điện thoại Zalo 0932411987. Anh em thấy nó rừng hoa trong cái đọt không? Rừng hoa trên những cái đọt non mới ra bắn ra không? Cây này cực phê nha quý anh em. Cây này tương lai xuống siêu siêu rí nha quý anh em. Đây rất là đẹp nè. Búp xiên này hoàn là quý anh em, chuẩn whip. Hàng sưu tập nha quý anh em. À, mình có giống, mình cũng có cây loại hàng lớn quý anh em. Hàng lớn. Đây là hàng nhỏ đó quý anh em, mình tham khảo cho vui quý anh em. Anh em cần nhu cầu sở hữu alo của mình với số điện thoại Zalo 0932411987. Cây búp xiên siêu độc. Mời anh em mình xem tham khảo nha. Tham khảo. Anh em thấy những cái đầu lá non của nó lên không? Nhìn rất là duyên không? Tua lên đây. Rồi anh em tham khảo alo nha, anh em sưu tập alo nha. Đây nè, cây đây là cây búp xiên loại nó luôn quý anh em, hàng lớn quý anh em, hàng to nha quý anh em, hàng to này hàng nhỏ. Rồi cảm ơn quý anh em rất là nhiều, chúc anh quý anh em mình cuối tuần vui vẻ nha, thường sóc làm bài bản hết nha quý anh em. Hoa đây có, đang có hoa luôn, đang cho hoa nha quý anh em. Đây quay hoa lại kỹ với em xem, đây hoa đây, đây nè, trên đây. Cái này là do là nó chưa có dè, nếu nó dè xuống ra hoa dữ nó quý em. Rồi